anh em nghe cái máy đã lắm, máy thì thầm. Biển 63, cấu hình máy là 70, 4 số CD anh em. Lắm rồi mới review CD anh em, dán CD anh em ha. Lâu lắm rồi, chắc cũng cỡ 2 tháng rồi đó mới review dán CD lại cho anh em. Thì trước tiên thì chúc anh em có một buổi tối ấm áp ha. Thì hôm nay shop em lên cho anh sóng cho anh em một em CD. Thì tại vì hồi chiều có ông chú ông điện thoại cho shop em. Ông kêu Quân ơi, chừng nào con quay xe quay cho chú mấy bộ tem cho chú coi. Thì quay xét đi, để tranh thủ cho shop em một phút thôi. Để hai miếng hả? Đúng rồi. Rồi. Khách không? Coi khách đi. Thì bây giờ shop em quay cho anh em xin một phút thôi. Quay cho anh em xem ha. Tem SS50, 2 miếng 50 ngàn. Đây, 2 miếng dán hai bên như này nè. Đó, quay cho ông chú xem. Còn anh em nào á, anh em hay là ông chú nào mà nếu mà chơi full xe, nếu mà dọn mới full xe, đây HSS ha, CNL có nè, CNL đen có, CNL đỏ có, để quay cho anh em xem. Đây, CNL đỏ có ha, 2 miếng là 50 ngàn. Quay sát ở đây cho anh em xem. CNL 50, màu đen, màu trắng, màu đỏ, 50 ngàn 2 miếng, hai bên sườn ha. Còn nếu mà full xe, nếu một bộ full xe là 180 ngàn. Anh em nha, 180 ngàn một bộ đó. Thì xin tí xíu thời gian để quay cho ông chú xem ha. Thì những anh em nào mà xem những clip của shop em á, cần shop em review món nào á, để lại cho shop em một cái bình luận đó, để shop biết, để shop em biết anh em cần món gì, shop em review cho anh em xem. Rồi, vô chủ đề chính ngày hôm nay. Nay shop em lên sóng cho anh em một em SS50 full CD ha. Quýnh một vòng cho anh em ở xa xem đi. Biển số 63 Tiền Giang, giá cực kỳ dễ thương luôn ha. Cấu hình máy là 70, 4 số CD, sườn lốp zin ha. Biển số 63 2986. Máy móc là thì thầm, điện đèn càng là full chức năng đầy đủ. Để test cho anh em ở xa xem. Để test cho anh em ở xa xem ha. Điện đèn càng đầy đủ hết. Máy móc là thì thầm. Đó. Chắc cũng 2-3 tháng rồi đó. Shop em mới review lại cho anh em dán CD. Rất là nhiều những ông chú, những ông anh ở xa dặn shop em. Em này thì dễ thương rồi. Giá dễ thương. Để qua đây. Em qua đây quay một vòng đi rồi shop em sẽ báo giá cho anh em nha. Đầu tiên sẽ là bình xăng lớn CD anh em nha. Bình xăng lớn CD nói chung là sạch sẽ đầy đủ. Yên thì được yên gọt theo bài ha. Yên thì là yên gọt theo bài. Quay cho anh em xem. Yên gọt theo bài nè. 3 ga sau CNL inox anh em nha. 3 ga sau CNL inox. Cặp về CD. Cặp về CD ha. 4 cái tai xi nhan CD hàng mới. Đèn lái sau CD hàng mới. Niền câm sạch sẽ, nhưng mà cái đây quay xuống cho anh em xem. Có làm sao quay vậy cho anh em dễ, để anh em không có trách. Lúc nào bên shop em những cái xe cũng quay vậy hết. Có cái câm thì nó hơi tối nha, cái câm thì nó hơi tối anh em xem nè. Câm thì hơi tối. Nhưng mà niền thì đẹp, niền không một lũng không gì hết ha, đẹp. Đó, quay cho anh em xem. Niền câm sạch sẽ sáng sủa. Về chỉ thay bộ câm thôi. Gấp nè ha, gấp. Bô là bô mới nha. Bô là bô mới nha anh em nha. Bô là bô thái mới. Đó, chút xíu nữa shop em sẽ quay cho anh em xem. Ha. Sườn đẹp. Nói chung là sườn cũng còn khá là ok. Để quay cho anh em xem nè. Đó, sạch sẽ ha. Đó. Máy móc. Xe thì xe này thì shop em bảo đảm với anh em luôn. Máy móc là thì thầm. Để bây giờ mình test cho anh em nghe ha. Thì lên trên đây đi. Lên trên ghi đông đi rồi shop em sẽ quay cho anh em xem. Ghi đông thì đi ghi đông của thằng CD50. Ghi đông CD50 nè. Một bộ pha đèn CD nè. Đó, đầy đủ cho anh em. Và những cái xe của bên shop em á, thì như anh em biết rồi, 20 mấy triệu, 3 mấy triệu, 50 mấy triệu cũng vậy. Hoặc là xe 10 mấy triệu cũng vậy. Cũng phải điện đèn càng đầy đủ cho anh em. Nói chung là mình làm đầy đủ hết. Anh em về là đủ xăng chơi. Ngoài ra, thí dụ cái dàn ngoài anh em thấy chỗ nào không được thì anh em vô ha. Còn shop em bán xe thì lúc nào cũng vậy, cố gắng đầy đủ cho anh em, không có để thiếu gì hết ha. Cuộc trước CD hàng mới nè, logo Honda nè. Đó, có làm sao quay rõ ràng vậy cho anh em.
cột trước CD ha, logo Honda, dè CD. Quay cho anh em xem. Niền trước là không sáng sủa nè ha. Chỉ có câm xe này là chỉ có bộ câm hơi tối thôi. Đây, quay cho anh em xem. Shop em quay lúc nào cũng vậy, có làm sao tình trạng xe làm sao báo vậy rõ ràng hết, không biết lòng ha. Có làm sao báo rõ ràng vậy cho anh em. Đó. Đùm. Niền sạch sẽ, chỉ có câm hơi tối. Đầy đủ hết đồ chơi cho anh em. Qua đây. Ha. Và để shop em báo giá với anh em luôn. Em này á là em này là biển 63, 4 số CD. Xe máy móc là thì thầm. Qua test cái máy trước luôn. Máy móc là thì thầm. Máy 70, em này thì máy 70 anh em. Em này là máy 70. Cái bô nghe đã không? Máy 70. Chỉnh cái này thì lớn lên xíu cho anh em dễ nghe. Biển 63, sườn lốp zin, cấu hình máy là 70, 4 số CD. Điện đèn kèn full chức năng đầy đủ hết. Giá của em nó là 17.500.000. Xe của bên shop em có cọc là có ship xa, nên anh em ở xa yên tâm. Có cọc là có ship. Anh em ở đâu cũng được hết, shop em cũng ship tới tận nơi cho anh em hết. Máy móc là thì thầm ha. Đây. Không có tiếng vọng, không có tiếng hú. Quay vô số sườn cho anh em xem luôn. Quay vô số sườn cho anh em ở xa xem. Tại vì mình bán lúc nào cũng vậy, mình nói chung là mình muốn rõ ràng trước để tránh cái trường hợp mít lòng đó. Số khung xuống số máy quay cho anh em xem. Quay rõ ràng cho anh em ở xa xem. Xe tình trạng có làm sao, có những gì đó, mình quay cho rõ ràng cho anh em. Và nếu mà những anh em nào mà muốn xem trực tiếp á, cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em nha. Địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em nha. Đây, đầy đủ hết. Máy móc là thì thầm. Đó, dàn chân có làm sao thì quay vậy cho anh em xem á. Cho anh em đỡ có bỡ ngỡ. Hoặc là những anh em nào mà ở xa có muốn xem trực tiếp, muốn xem chi tiết hơn thì cứ việc điện qua Zalo của shop em. Hoặc là có việc nhắn tin, shop em sẽ gửi hình chi tiết cho anh em. Và lúc nào cũng vậy ha. Cuối video mình để những cái tấm hình để cho anh em xem được chi tiết, được rõ ràng hơn. Anh em ha. Quá dễ thương. Xe này mà mấy anh đứng tuổi á, đi đẹp lắm. Là cái form của CD á, thì mấy anh đứng tuổi tầm cỡ 40 mấy đi đẹp. Mình cũng thích cái dáng này. Mình cũng thích cái dáng này. SS50 full CD anh em nha. Cấu hình máy 70. Quá dễ thương. Có cọc là có ship toàn quốc cho anh em nha. Có cọc là có ship toàn quốc hết. Nên anh em ở xa cứ việc yên tâm ha. Chơi với shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn là bao anh em. Máy đã lắm. Máy đã lắm. Thì thầm ha. Vừa chơi 70. $17.500. Và xem trực tiếp địa chỉ là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948265265. Xe của bên shop em có cọc là có ship toàn quốc, nên anh em ở xa yên tâm ha. Và cảm ơn những anh em ở xa đã xem video nha. Anh em xem nhớ bấm like, đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.